tin giáo sứ Thế Hòa, thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà giáo lý giáo sứ Thế Hòa. Sáng Chủ nhật ngày 24 tháng 6 năm 2018, Đức cha Du Xe Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, đã đến thăm một vụ và làm phép nhà giáo lý giáo sứ Thế Hòa. Đúng 9 giờ, đoàn rước bắt đầu tiến ngang qua đài thánh du xe để đến khu nhà giáo lý nơi sẽ được đức cha du xe cử hành nghi thức làm phép và cắt băng khánh thành trước khi bắt đầu cha chánh sứ đa minh trạch cao xuân khải cùng cộng đoàn chào đón đức cha du xe quý cha quý tu sĩ quý ân nhân xa gần và toàn thể quý khách hiện diện trong buổi khánh thành cha đa minh trạch bày tỏ lòng tri ân đến tất cả mọi người trong và ngoài giáo xứ, cách riêng đến từng ân nhân đã hy sinh chia sẻ cách này cách khác để công trình chung được hoàn thành tốt đẹp. Sau phần chào mừng và tri ân của cha Chánh xứ, Đức cha Du cử hành nghi thức làm phép và cắt băng khánh thành khu nhà giáo lý giáo xứ Thới Hòa. Đức cha Du bày tỏ niềm vui khi nhìn thấy sự hiện diện thật đông đảo của cộng đoàn dân Chúa trong thánh lễ trong tâm tình mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Bautista Đức Cha Giuse chia sẻ cùng cộng đoàn về tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa dành cho con người Đức Cha cũng chia sẻ ý nghĩa của tên gọi Gioan Gioan chính là Thiên Chúa từ bi Thiên Chúa nhân hậu Thiên Chúa yêu thương và qua hình ảnh do an, Thiên Chúa cũng mời gọi con người hãy cảm nghiệm và đón nhận hồng ân mà Thiên Chúa trao ban đến từng người. Đức Cha nhắc nhở rằng mỗi người được đến với cuộc đời này đều là hồng ân của Thiên Chúa, nên mỗi người hãy sống cuộc đời của mình thật tốt đẹp như lòng Chúa ước mong. Hãy sống cuộc sống của người Kitô hữu, để mỗi giây phút của cuộc đời là những giây phút sống cho Chúa, sống vì Chúa, sống chứng nhân cho Chúa giữa cuộc đời. Hãy sống yêu thương, mang yêu thương làm đẹp cuộc đời và hãy biến cuộc đời mình thành những nốt nhạc vui dâng lên Thiên Chúa. Hãy dành trọn cuộc đời mình để sống và cảm tạ tình yêu Thiên Chúa, để một mai khi rời khỏi cuộc đời, mỗi người có thể mỉm cười mãn nguyện. Trước khi kết thúc thánh lễ, ông trưởng ban hội đồng mục vụ giáo sứ thay mặt nói lời tri ân cách đặc biệt đến đức cha Du Xe, quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn. Nhân dịp này, ông trưởng ban cũng điểm lại quá trình hình thành giáo sứ Thế Hòa, cũng như tri ân đến quý đức cha, quý cha, những người đã góp phần xây dựng và phát triển nên giáo sứ Thế Hòa ngày nay. Sau thánh lễ, cộng đoàn cùng chia sẻ niềm vui trong bữa tiệc mừng tại Hoa Viên của nhà thờ Thế Hòa.